Đồ Nhật Thanh Huyền xin được kính chào toàn thể tất cả các bác đã đến với kênh YouTube của Đồ Nhật Thanh Huyền. Tối hôm nay Đồ Nhật Thanh Huyền trân trọng giới thiệu tới các bác một cái em máy massage mắt nha các bác. Và đây là một cái em mà đến từ thương hiệu rất là đình đám Panasonic. Đó. Với mã là EH-SW55. Đây là một cái em máy mà nguyên bản, nguyên hộp, nguyên tem, nguyên tất tần tật mọi thứ từ Nhật về mới 100% luôn. Đồ Nhật Thanh Huyền chưa có mở ra luôn. Còn nguyên mã vạch các bác có thể check luôn này. Em này thì sử dụng điện từ 100V cho đến 240V các bác nhé. Nghĩa là có thể sử dụng ở hải ngoại hay là bên hay là trong nước này, khải quẩy, cuốn này, dùng á. Nghĩa là sử dụng cả nội địa Nhật Bản cũng như là trong nước ngoài cũng được. Việt Nam mình là điện là 220V nên chúng ta sẽ cắm sạc thoải mái luôn nha các bác. Đó, và bên trong thì có cái giấy bảo hành, bảo trưởng su tại trung. Bảo trưởng su tại trung. Ok, rồi. Em này thì là một cái em Panasonic màu hồng các bác ạ. Với hai chế độ, chúng ta sẽ để ngược lại lên một tí, chúng ta sẽ nhìn thấy được là có hai chế độ nhiệt độ thấp là 38 độ C và cao là 40 độ C, ba chế độ rung cũng như là đi kèm một cái lưới để chúng ta cấp ẩm được trong quá trình sử dụng. Và cũng như là có cả cái phần gì, chúng ta sẽ nhìn thấy cái năm màu ở đây đúng không ạ? Đây là năm cái mùi hương thơm khô của máy đi kèm ở bên trong. Nếu như mà chị em nào hay là bác nào mà không dùng quen cái hương khô này thì chúng ta có thể tháo nó ra như cái ảnh số 2 này. Còn ảnh số 1 này chúng ta sẽ nhỏ nước vào cái phần lưới này, lắp vào trong máy. Và thứ hai là lắp cái hương khô hoặc là tháo ra. Thứ ba là chọn các chế độ cũng như là chọn độ rung để chúng ta có thể nằm thư giãn và mát xa cái mắt của chúng ta. Và cái sản phẩm này thì sử dụng được cho mọi lứa tuổi luôn. Đặc biệt là những ai mà là dân văn phòng hay phải ngồi máy tính cũng như là sử dụng điện thoại nhiều thì không nên bỏ qua cái sản phẩm này. Và những ai mà có những cái tật khúc xạ về mắt như là viễn thị, cận thị thì nên sử dụng em nó các bác nhé. Ngoài cái việc là mát xa cho cái vùng quanh mắt này của chúng ta, nó được lưu thông khí huyết, giảm cái độ mệt mỏi cho mắt, nó còn có cái tác dụng về da nữa. Ví dụ như là mát xa để giảm nhăn này, đó, giảm quầng thâm của dưới mắt, rất là đẹp luôn. Đó, đi kèm với là một trong năm cái mùi hương này để các bác có thể được vừa nằm massage mắt và vừa được ngửi cái mùi hương để thư giãn toàn bộ cơ thể của chúng ta luôn. Đó, thời gian sạc điện là trong 1 tiếng này các bác này. Phương thức sạc điện là sạc, cung cấp điện, nguồn điện. Ở đây thì có cái phần ở đây nó bị che mất cái tem đây rồi, thì chúng ta sẽ biết rằng là cái thân máy này thì sản xuất tại Nhật Bản, còn cái dây sạc sẽ sản xuất tại Trung Quốc các bác nhé. Mở ra chúng ta sẽ nhìn thấy hết ngay luôn. Và với một cái em máy mà full hộp mới 100% này thì giá là bao nhiêu ạ? Giá của em nó là chỉ với là 2.800.000 đồng. 2.800.000 đồng chúng ta sở hữu ngay được một cái em máy massage mà có rất rất nhiều chức năng chế độ như thế, phù hợp với mọi lứa tuổi. Và hộp thì còn nguyên như thế này, mới 100%, có thể mang đi tặng quà cho người thương của mình, cho vợ con hay là cho mẹ của mình các bác ạ. Không hề tiếc gì khi mà với một cái sản phẩm nó có rất là thiết thực như thế này. Và không lo cái vấn đề là bị cắm nhầm điện gì các bác nhé, vì sử dụng trực tiếp điện 220V luôn của Việt Nam mình. Và giá này thì có bảo hành 6 tháng, hỗ trợ trọn đời sau bảo hành cho các bác. Nếu như bác nào muốn mua giá không bảo hành thì cũng có thể liên hệ ngay với Đồ Nhật Thanh Huyền theo số điện thoại góc phải màn hình chúng ta đang thấy, để Đồ Nhật Thanh Huyền sẽ báo giá không bảo hành cho các bác nha. Ưu tiên bác nào mà chuyển khoản hết trước 100% sẽ được bao ship toàn quốc. Đồ Nhật Thanh Huyền thì luôn mở máy điện thoại trên 24/24 giờ. Mời các bác liên hệ ngay với Đồ Nhật Thanh Huyền để có thể được dinh em nó về nhà xài ngay và luôn, bảo vệ đôi mắt, cửa sổ tâm hồn của chúng ta. Video này xin phép được dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác vào những video tiếp theo của Đồ Nhật Thanh Huyền.